Rồi, ok, thấy màu hấp dẫn quá các bạn ơi. Rồi, thành quả của thâm niên 40 năm này. Ôi, chơi, gần đây rồi. Rồi, gần đây cái thúng này rồi. Ôi, trời ơi, này nhậu đứa gì nữa. Rồi, bây giờ chúng ta thấy hai anh lặn chỗ này. Phải nín hơi các bạn. Đó. Ém hơi. Để coi tụi anh đưa lên được gì. Chống chân rồi. Ôi, còn thở không vậy? Ôi trời, có một con mà vậy đó hả? Lâu. Lâu. Trời ơi kìa. Thế. Chừng đây này, tụi thử này. To nha. Cái cá này có một giọt đó. Chứ không phải là ăn ngon những cá hả? Ta ăn dài nó thọ xuống tới người ta mảnh ngắn thôi. Hả? Được rồi đó. Vui quá, vui quá đó. Ta ăn dài ngắn. Ta ăn dài hơn. À, theo anh bạn tôi thì giờ phút này tay dài nó hiệu quả hơn. À, tay dài thò xuống lượm được cái con ốc nó dễ dàng hơn. Quá. Nhiều. Tay ngắn ngắn cũng được. À, cũng có đó chứ. Nhiều mà. Tay ông ngắn. U tá. Bây giờ hỏi nhỏ, lỡ có một cô đi thăm ruộng xuống đây bắt ốc chung với anh cho bắt không? Nó mồi chim. Chúa trời. Ở ngoài này ăn to hơn á. Ta giọt nữa. Sao thở dữ vậy? Nhìn thấy thâm niên 40 năm lội nước nó khác 30 năm không các bạn? 30 năm tay ngắn, 40 năm tay dài. Anh ráng anh trường biết cái tay dài. Tại vì anh ráng anh trường mới anh thò á, nó có tay dài ra. Quá, wow, anh tay ngắn được mấy con rồi đấy. Theo tình hình quan sát của tôi thì thấy anh tay dài à, anh lụm được con nào anh bảo bụng con đó. Đó. Cá rỉa chân anh lên hiểu không? Cá rỉa chân hả? Rỉa chân hả? Nhưng mà coi cẩn thận nó rỉa chim nghe. Cá mà rỉa chim là về là coi như là chim nó khóc là mệt đấy. À, các bạn xem video nhớ cho anh em chúng tôi một subscribe, một like nhé. Wow, cha, này nó bộ được á. Wow, đây là thành quả bò dưới nước hồi nãy giờ. Kaka. À, xin chúc mừng, chúc mừng. Rất chuyên nghiệp không các bạn? Lúc ban đầu tôi thấy đóng thùng, tôi tưởng anh đi hộp. À, thì ra anh đóng thùng để anh bỏ ốc. À, có cô nào tắm dưới kìa. Ôi trời ơi, dồn xuống liền vậy hả? Rất vất vả các bạn. À, dòng nước rất là đục. Bờ, nước đất lắm á.
Không có gì kìa. Đấy, chú ý ra một con.